thể vào lấy nhạc thị yếu thì chúng ta nên kiểm tra ở vị trí này trước. Chào các anh em, khi nước nó chảy vào lấy nhạc thị yếu thì chúng ta nên kiểm tra ở vị trí này trước. Chúng ta tháo cái dây cáp máy giặt ra và quan sát ngay chỗ cái vị trí cái lưới lọc của cái máy giặt. Nước nó chảy qua lâu ngày nó sẽ bị đóng cặn ở đây ha. Chúng ta rút cái lưới lọc lên. Lật ngược cái lưới lọc lại và để ở dưới cái giò nước để cho cái cặn nó chảy ngược ra. Sau khi vệ sinh cái lưới lọc sạch sẽ, chúng ta gắn trở vào lại như cũ. Và nước nó sẽ chảy mạnh. Chúc các bạn thành công. Trường hợp chúng ta đưa một cái vật xuống dưới sâu nhưng không thể thò tay xuống để mở dây ra được thì có cái nút thắt này rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta gấp cái sợi dây lại nè. Và lồng cái đầu này qua cái quai. Và gấp cái đầu quai lại. Xỏ vào cái lỗ như thế này. Bây giờ có thể đưa cái vật này xuống dưới sâu ha. Khi đặt xong thì chúng ta chỉ cần lắc cái dây thì nó giăng ra rất là dễ. Tạm biệt các bạn. Chào các bạn, có rất là nhiều cách gọt vỏ quả bưởi. Và hôm nay mình chia sẻ cách gọt vỏ trái bưởi rất là nhanh và tách lấy cái múi bưởi rất là đẹp. Đầu tiên cắt cái mặt trên của vỏ trái bưởi ra. Và tiếp theo chúng ta khứa từ trên xuống, khứa dọc như thế này, sâu vào khoảng 1 cm và đường này cách đường kia khoảng 3 cm, đều nhau. Bây giờ bóc cái vỏ phía ngoài ra, bóc theo cái đường xẻ dọc này nó rất là nhanh. Làm như vậy chúng ta lấy cái ruột bưởi ra rất là nhanh. Và bây giờ chỉ cần lấy những cái vỏ lụa này ra rồi xẻ ra có thể ăn được rồi. Chúc các bạn thành công.